trên Network Live. Tụi Linh bây giờ sẽ rời cái thành Rome và tụi Vatican, một cái đất nước nhỏ khác nằm trong Ý. Mọi người cùng theo với Linh nhé. Tụi Linh đi bằng bus đó cả nhà. Nếu mà mọi người thích clip của Linh thì làm ơn hãy share, like, subscribe và lần với cả nhà nhé. Cả nhà ơi, mình đã tới đất nước Vatican rồi. Một cái đất nước rất là nhỏ nằm trong lòng nước Ý. Và ở Ý ngoài cái đất nước này còn nước khác nữa. Lần trước Linh cũng định ghé qua nhưng không có thời gian nên thôi đi lướt qua và hẹn gặp lại đất nước đó vào một lần khác. Linh rất là thích nghe tiếng chuông nhà thờ nha cả nhà. Linh nhớ lần đầu tiên tôi lên tới đây năm 2003 thì anh xã lên ảnh muốn chụp một tấm hình panorama, xong ảnh phải chụp từng tấm rồi mấy năm sau ảnh mới có thời gian ảnh ngồi ảnh ghép lại. Bây giờ với cái điện thoại thông minh thì mình chỉ cần có không tới một phút nữa là mình đã có một tấm hình rồi. Đúng là xã hội càng ngày càng phát triển làm cho mình dễ dàng sinh sống và dễ dàng tốn ít thời gian hơn hả cả nhà hả? Hồi trước thì tụi Linh tới đây cũng trễ rồi cho nên chưa có dịp vào trong, cũng không biết là ở trong nó có cái gì, chỉ ở ngoài chụp hình thôi. Bây giờ thì được vào trong và phải đứng xếp hàng. Cái hàng thiệt là dài luôn á. Mình phải đi vòng vòng mấy cái rào này nè mình mới vào được. Và Linh thấy nó cũng là xét cái gì nè. Nên nói cái gì hoài kỳ quá. Checking ở cả nhà cũng kỹ lắm á nha. Chứ không có phải là mình muốn vào là mình vào đâu. Giờ chạy nhanh lại đi xếp hàng cả nhà ơi. Quá trời người rồi. Linh thấy vòng vòng cảnh sát cũng chạy đi tuần. Ông biết ông kia ông đang có cái chuyện gì mà ông đứng ông nói chuyện với bảo vệ thì còn lâu luôn. Mọi người thấy không, người ta đứng xếp hàng như vậy đó. Mình không được đem thức ăn và kem vào đây, nước thì được. Và ở đây họ đang checking cũng khó lắm đó nha. Đúng là cái kiểu thì mình vào nhập cảnh mà cho nên nó sẽ khó hơn. Kiểu mình vào đất nước khác thì mình phải nhập cảnh đó cả nhà. Rồi mình đã được vào trong và còn đi vào nữa thì người ta không cho đeo ba lô. Người ta nói là nếu mà đeo ba lô thì phải cẩn thận. Thì Linh nghĩ là ở trong chắc là có nhiều tượng lắm và đồ cổ đó cả nhà, cho nên mọi người không, người ta không cho mình đeo ba lô tại vì sợ va chạm. Mọi người thấy Linh có cái áo tròn đẹp không? Tại vì Linh mặc cái áo hở lưng á, cho nên đi vào đây người ta không cho mặc đồ hở vì chỗ thờ các vị thánh đó cả nhà. Cho nên Linh phải họ phát cho một cái tờ vải mỏng để che lại. Ở đây có những cái kiến trúc quy mô và hoành tráng. Cái đất nước Vatican này là một cái đất nước nhỏ nhất ở châu Âu và được công nhận là đất nước độc lập. Mọi người nhìn thấy tượng rồi những cái điêu khắc ở trên đây nè, đẹp ghê ha. Lên quay đây mọi người không thấy, quay lại đây thử coi mọi người thấy không. Đây nó những cái trạm chỗ rất là đẹp.
cái đất nước này nằm ở phía tây bắc của Ý, của Rome chứ không phải là của Ý. Đất nước nằm ở vùng tây bắc của Rome, và người ta sinh sống ở cái đất nước này bằng cách bán tem rồi những cái vật lưu niệm á cả nhà. Ồ, đẹp quá. Con mình nói là mình đi nhầm rồi, mình cứ cắm đầu cắm cổ mình lo chụp hình, mình lo quay phim thôi, cho nên mình đi nhầm đường. Nhưng mà cũng không sao, ở đây có con đường để cho mình đi nè. Ngày trước khi con mình còn nhỏ, anh xã mình cũng đeo như vậy đó, đi tùm lum nước hết. Đi từ cái khi mà đứa đầu 7 tháng tuổi, tại vì lúc sanh đứa đầu ra 7 tháng thì mới nghỉ hè, lúc đó Linh còn học. Rồi đứa sau sanh 3 tháng thì nó nghỉ hè, Linh nghỉ hè cho nên dắt nó đi được luôn. Cái giếng trời này cũng quá là hoành tráng. Hay hết cả nhà hả? Làm sao mà họ có thể làm những cái công trình vĩ đại như vậy vào những cái năm mà công nghệ chưa hề phát triển, hoặc là có thể là những cái năm đó công nghệ đã phát triển tuyệt đỉnh rồi nhưng mà mình không biết, mình chưa có nghiên cứu tới. Hồi nãy là check-in rồi thì sau đó tôi Linh phải mua vé. Mỗi vé cho một người lớn là 10 đồng. Thì con lớn của Linh nó cũng không có được miễn phí ở đây. Con nhỏ thì được miễn phí, còn đứa lớn không được miễn phí, tất cả là 30 đồng. Tụi Linh đã leo 500 bước để đi lên cái tòa thánh này, nhà thờ này. Và Linh có lời khuyên cho mọi người là mọi người đừng có leo nha. Mọi người có thể đi bằng thang máy. Tại vì mình leo mình tưởng là nhìn ra ngoài thấy cảnh, nhưng mà chẳng có thấy cảnh gì, chỉ là leo lên cầu thang và thấy tường thôi. Cho nên mọi người đừng có tới đây á, đừng có cố gắng mà leo thử sức, tại vì không có gì thích thú hết nha cả nhà. Cứ đi thang máy cho Linh. Tụi Linh tới phía bên trong rồi cả nhà. Cái chỗ này rất là đẹp luôn. Mấy cái hình này nè, mọi người thấy mấy cái hình này, họ ghép từ cái mảnh đá nhỏ nhỏ vào với nhau nha cả nhà. Họ ghép những cái mảnh bụng này với nhau nè, và tới trên luôn. Nhưng mà cái cảnh ở dưới nhà thờ này rất là đẹp, nhưng mà không biết tại sao mà họ lại xây một cái rào chắc như vậy luôn. Chắc không biết là tụi Linh đoán là có người nhảy xuống hay là sao không hiểu nữa, nhưng mà tại vì họ làm cái rào trắng như vậy nè thấy rất là tiếc. Hình như bên kia they can offer on have can hack scammer we can add on my skin. Ô, da cây nhiệt lớp à. Cái một cái phần không có cái rào chắn cao á, lại không cho mình vào tham quan. Tiếc ghê luôn á, chứ ở dưới này thật sự là rất là bộ thương. Nhìn đúng là giờ giống như mình vào thiên đàng á cả nhà. Mấy bức tranh cổ, trời ơi, làm sao mà họ có thể làm tỉ mỉ như vậy được. Mình vẽ là mình đã thấy khó rồi, mình theo cũng đã thấy khó rồi, còn ghép từng tấm miếng nhỏ nhỏ để thành tranh thì thiệt kinh khủng luôn á. Có con bé đó mà mặc áo vàng, nên nhìn thấy là lên bước cái số. Đi ngang cái cửa sổ rồi nó rét quá trời rét cho mẹ ơi. Nhưng mà Linh nhìn thấy nha thì các bức tranh có vẻ là trùng lập với nhau, giống như là cái mặt này nè, mặt ở bên này và cái hình thiên thần này lại giống cái mặt ở bên này nè, mọi người thấy không? Đây đó, Linh nhìn nghĩ là họ làm, họ ghép làm sao mà kinh
kinh khủng thật đó. Họ ghép lần sau và cái mặt giống hệt nhau và lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Cho mình phải đi xuống rồi. Trời ơi, đi 500 bước leo lên này. Đi 500 bước thì bình thường mà leo lên 500 bước kinh khủng. Coi được có tí xíu. Thank you. Cả nhà, mình không còn đường đi xuống, nếu mình quyết định đi lên đó cả nhà thì mình đi thêm 500 bước nữa. Cả nhà thấy lên như tắm luôn, mà đi xuống đâu có được đâu, tại vì mọi người thấy cái đường nó hẹp như vậy nè, thì chỉ có đường đi lên thôi, không có đường đi xuống. Và mình cứ phải đi lên cho tới cái đỉnh của cái tòa thánh rồi mình mới đi qua cái đường bên kia mình đi xuống. Nên cho mọi người thấy đó, thấy kinh khủng không, cái đường nó nhỏ vậy đó. Con lên khóc luôn rồi. Tại vì mấy hôm nay nó đi nhiều quá, nó đau quá, thương quá. Mọi người thấy không? Đó là cái đường đi lên, đường này đi lên là còn cái cua ngắn ngắn đó nha cả nhà. Đó, cái đường nó hẹp như vậy. Và còn lên nữa, Linh không biết lên tới khi nào mới hết luôn á cả nhà ơi. Trời ơi. Giờ leo lên tiếp thôi. Cha mẹ ơi, mọi người nhìn đi, cái đường này có tí xíu thôi nha. Đây, đó mọi người nhìn đi, là Linh quay là cái quay diện rộng nữa nha cả nhà, mà nó còn đi sắn như vậy nè. Oh, mừng quá, ra tới, hình như ra tới rồi. Cha mẹ ơi, Enderlock cuối cùng tới rồi cả nhà ơi. Trời ơi, đi lên đây chỉ để nhìn cảnh ra ngoài thôi. Linh cảnh báo mọi người nha, cái nhà thờ này và nhà thờ con ở Đức á, nó đi kinh khủng vậy đó. Nhà thờ kia còn đi hơn nữa. Nhà thờ mình chỗ này mình còn dừng lại nha. Nhà thờ kia là đi sáng lên như này cả nhà, tích trên cao luôn, mọi người khóc luôn á. Đây là phía bên ngoài toàn cảnh nữa, Vatican. Để Linh lấy cái tay mình quay ra ngoài cho mọi người xem nhé. Hơi rung một tí mọi người thông cảm. Đây là cái công sức của Linh đã leo lên được tới cái chỗ này. Và nó bị rào lại cho nên mình phải lòn cái tay ra ngoài thôi. Quay phim được cho cả nhà xem. Đuối muốn chết luôn. Chiều nay phải kiếm cái gì thật là ngon để ăn mới được. Trên thiệt là đẹp như vậy. Tính
lắm mọi người ơi, đừng có leo lên đây cho nó mệt rồi. Nhưng mà đúng là leo lên đây thì thấy mới thích. Thì hoa hậu đi xuống xong rồi mệt quá rồi. Thank you.
nhà đã theo dõi hành trình của Linh đến đất nước nhỏ nhất châu Âu, Vatican. Bây giờ tụi Linh phải đi kiếm cái gì ăn thôi. Tại vì đi mọi người thấy rồi đó, leo thang như kiểu này thì không còn 1 kilocalories nào cả. Bây giờ mình sẽ đi kiếm cái gì đó ăn. Cái clip này Linh thấy là dài quá rồi, cho nên không có quay cái quá trình đi ăn của tụi Linh. Linh cảm ơn cả nhà thật là nhiều. Nếu cả nhà thích thì hãy share, like và subscribe Linh nhé. Cảm ơn, bye bye và hẹn gặp lại.